Vâng, lời đầu tiên thì em xin kính chào tất cả các bác và anh em đã quay trở lại kênh YouTube của Hùng Audio Sài Gòn. Trong chủ đề video ngày hôm nay, em sẽ giới thiệu cho các bác và anh em một cái mẫu dây loa cực kỳ chất lượng và cực kỳ chống nhiễu tốt nha. Đó là dòng dây loa Khama đến từ Hà Lan. Đây là một cái thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực âm thanh audio về phụ kiện cũng giống như các thiết bị audio của thương hiệu Khama nha. Trong chiều nay em có một cái ăn khách ở Sài Gòn ở quận Gò Vấp, thì anh này vừa nâng cấp cái bộ dây loa Mystical Friday của em, nên vì vậy thì anh dư cái bộ dây này và anh có đưa cho em, nhờ em nói là em ơi em cứ đưa về đi rồi làm clip đăng lên, có gì có ai mà có nhu cầu thì bán dùng ăn. Đấy. Nên vì vậy em làm clip này sẽ giới thiệu cho các bác và anh em, nếu mà anh em nào hay bác nào mà có nhu cầu sử dụng sợi dây này thì cứ liên hệ cho em qua số điện thoại em để ở dưới video. Đấy. Rồi, để không làm mất thời gian của các bác và anh em nữa thì để em đi vào giới thiệu chi tiết về dòng dây này và giá cả, báo giá cho các bác và anh em được tham khảo. Đấy. Thì đây là một cái dòng dây Khama nổi tiếng ở trên thị trường đến từ Hà Lan. Đấy. Đây, dây thì dây là ngoài là được bọc với một lớp bao bọc cực kỳ chắc chắn, cực kỳ bền. Đấy. Cực kỳ chắc chắn và cực kỳ bền này. Đây, mềm, dây mềm, cầm rất sướng. Đó. Dây to, đường kính to này, đó, các bạn thấy chưa, to đẹp. Đấy. Dây thì có hai, thứ nhất là hai đầu chống nhiễu này, và hai đầu chống nhiễu này có ghi thương hiệu luôn, đây, thương hiệu và model của sợi dây luôn, Khama, rồi model và có số seri luôn, đó, đây. Đó. Thì với cái đầu jack thì đây, dây này thì có kết hợp với đầu jack ly tông đấy, cùng sử dụng thì cũng hơi nói chung là cũng qua sử dụng rồi nên cũng không được mới cho lắm đó, đây, nhưng mà cực kỳ tốt này. Đó, jack này thì ok, chắc chắn bền. Jack này thì jack bắp chuối nha các bác, bắp chuối, đấy, đó bắp chuối nha, bắp chuối, đó. Thì đây là một cái dòng dây loại đồng màu bạc nên cho âm thanh cực kỳ chi tiết và rõ ràng. Đấy. Màu bạc thì các bác và anh em biết rồi, âm thanh chi tiết sáng và rất rõ ràng nha. Đó. Và là điều đặc biệt thì dây này chống nhiễu rất tốt nha các bác, cho chống nhiễu rất tốt này. Đó. Đó. Đây. Có vỏ bọc đàng hoàng, thì anh này hồi trước anh mua cái bộ dây này thì với giá là 7,5 triệu đồng. Đó. Thì bây giờ anh nâng cấp nên không có xài nữa, nên hiện tại nhờ em bán dùng. Thì bác nào hay anh em nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em, giá thì anh này bán với một cái giá thanh lý là giảm xuống một nửa giá, còn 3,5 triệu nha. Bác nào mà hai anh em nào có nhu cầu chơi cái sợi dây này thì cứ liên hệ cho em bao test. Đấy. Nếu mà bác nào hay anh em nào mà test xong cảm thấy chất âm không có hay thì có thể gửi hàng lại cho em. Đấy. Rồi, video giới thiệu của em tới đây cũng hết. Thì bác nào hay anh em có nhu cầu thì cứ gọi điện cho em qua số điện thoại 0355 447 550, em để ở dưới phần mô tả. Đấy. Rồi, em xin kính chào tất cả các bác và hẹn các bác và anh em những video tiếp theo. Rồi,